Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một món hàng mình mua ở trên Lazada. Thì ở trong đây nó sẽ là một cái nón hàng điện tử điều chỉnh tự động ha. Và ở trên đây thì nó sẽ là thông tin đơn hàng của mình nè. Thì người ta ghi là mặt nạ hàng điện có thể điều chỉnh tự động, làm mờ, mũ bảo hiểm, có tai nghe hàng, mặt nạ mài kính, thợ hàng, mặt nạ hàng. Do nó là cái shop nước ngoài đó, bây giờ người ta diệt shop, nhìn nó mắc cười quá ha. Cái nón này mình mua với giá là 160.000. Mà hôm trước mình có mấy cái voucher giảm giá đó, mình áp mãi vô thì nó trừ còn lại có 90.000 hết em. Thì ở trên đây nó sẽ là thông tin giảm giá của mình nè. Voucher Lazada nó trừ cho mình là 30.000, voucher miễn phí vận chuyển nó trừ 11.000, voucher từ cửa hàng nó trừ 4.800, và cái chỗ giảm ngay này nó giảm cho mình là 50.000 luôn ha. Những cái voucher giảm giá này nè mình săn cũng rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa biết cách săn voucher giảm giá đó thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo, để khi nào mà có mua hàng mình áp mãi vô để mua cho nó rẻ anh em. Ok, cũng như thường lệ trước khi anh em mua hàng thì mình kiểm tra thông tin đơn hàng của mình nè, xem coi chính xác hết trơn không nha. Tiếp theo anh em sẽ kiểm tra xung quanh coi cục hàng của mình nó có bị rơi rớt, mấp méo hay là lủng lỗ gì không nha. Thì trong quá trình anh em kiểm tra như vậy nè, anh em nhớ quay video lại giống như mình vậy ha, lỡ mà xui xui mình khui cục hàng ra mà nó có bị rơi rớt hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc là shop người ta gửi sai sản phẩm cho mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên Lazada thì người ta sẽ bồi thường lại cho mình, có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% hết em. Ok, bây giờ mình sẽ khui cục hàng này ra luôn ha. Cái này thì nó chỉ là một cái lớp bọc thôi, anh em cứ xé nó ra là được rồi ha. Rồi thì bên trong đây chúng ta sẽ có là một cái lớp bọc nữa ha. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra nha. Ở đây mình nhìn thấy nó sẽ có một cái tem nè, cái này là mã vạch hay gì đó nè. Bây giờ thì mình sẽ lột cái tem này ra luôn ha. Wow, cũng khá là đẹp luôn ha. Và ở đây sẽ là toàn bộ những gì bên trong cục hàng mình nhận được ha. Ở đây thì cái bự nhất là cái mặt nạ hàng nè, thì cái này nó sẽ được làm bằng nhựa, thì mình nhìn thấy nó cũng khá là chắc chắn luôn ha. Bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái đai để mình đội nè, thì cái này một lát mình sẽ lắp vô trong cái mặt nạ hàng của mình. Anh em nhìn thấy ở trên đây nó cũng có một cái lớp xốp để nó bảo vệ đầu nè, cũng rất là êm luôn ha. Và phía sau đây mình nhìn thấy nó sẽ có một cái núm nè, chắc là cái này để mình tăng đơ, mình chỉnh lớn nhỏ đó, kiểu dạng như cái size đầu của mỗi người là lớn nhỏ gì đó thì mình sẽ chỉnh ở đây nè ha. Mình đẩy qua thì nó sẽ thâu vô nè, còn mình dặn nó ra thì nó sẽ thâu ra nè ha. Wow, cũng rất là ok ha anh em. Bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái bộ phận kiến ha. Thì cái kiến này nó sẽ là cái kiến điện tử ha anh em. Anh em nhìn thấy nè, bên trong thì nó sẽ có cái lớp màu xanh nè. Và ở trên đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến, chỗ này nó sẽ hút ánh sáng để nó tạo năng lượng cho cái kiến này nó hoạt động ha. Nó là một cái kiến hàng điện tử đó, bởi vậy khi mà có ánh sáng đột ngột đó thì nó sẽ tự động nó tối đen cái này lại ha. Còn bình thường thì nó sẽ là màu xanh ha anh em. Nè, để mình cho anh em coi nè ha. Wow, rất là rõ ha anh em. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có là hai cái phụ kiện để đi kèm theo tấm kiến này ha. Chắc cái này nó sẽ là cái miếng để nó chắn sỉ ha anh em. Và cái này nó sẽ là cái khung để nó bảo vệ cái kiến nè. Rồi thì cái này mới nãy mình có dọc thử đó, là thì khi mà mình che hai cái cảm biến ở phía trước là nó tự động nó tối đen lại đó. Để bây giờ mình sẽ test thử cho anh em coi nha. Bây giờ thì anh em nhìn thấy nè, hiện tại bây giờ cái kiến của mình nó đang là màu xanh ha. Rất là trong luôn ha. Thì khi mà có ánh sáng đột ngột đó, kiểu dạng như mình che lại nè, mà mình buông ra nè, là nó tự động nó đen lại ha. Nè, anh em nhìn thấy nè. Wow, rất là hay luôn ha. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình gáp nó lại để cho anh em tham khảo ha. Đầu tiên thì mình sẽ gáp cái kiến điện tử này vô trong cái mặt nạ hàng ha. Ở trên đây thì mình thấy là nó có một cái miếng trắng sỉ nè, thì nó sẽ có một cái lớp bảo vệ ha. Bây giờ mình sẽ lột cái lớp này ra ha nè. Cái này thì mình sẽ kéo nó ra ha. Đó, ok. Rồi, rất là trong suốt ha anh em. Tiếp theo mình sẽ lắp cái kiến trắng sỉ này nè vô trong đây ha. Ở đây nè, mình cứ bỏ nó vô. Nói chung thì rất là dễ luôn. Đó, ở đây mình thấy cái kiến của mình nó có một cái lớp bảo vệ nè, thì mình sẽ lột cái lớp này ra luôn ha. Đó, anh em cứ kéo nó ra ha, bỏ nó vô đây luôn ha anh em. Đó, này mình cứ nhét nó vô. Và cuối cùng thì mình sẽ lấy cái khung này để mình cố định nó lại ha. Ở đây thì anh em nhìn thấy là cái trên và cái dưới nó y hệt nhau nè, bởi vậy anh em lắp như thế nào cũng được ha. Mình cứ xỏ nó vô đây. Rồi, dưới đây thì mình cũng xỏ nó vô theo cái khớp nè. Ok, ngon lành luôn ha. Anh em nhìn thấy khi mà mình lột keo ra hết á thì nó rất là trong luôn ha. Đấy, thì tiếp theo mình sẽ lắp cái đai này vô trong cái mặt nạ luôn ha. Cái này thì mình sẽ mở hai bên đây ra ha. Đấy, nó rớt ra rồi, để mình lắp nó lại nha. Chứ hơn hồi là không biết đường gáp luôn á. Xỏ vô đây vậy nè. Cái này nó sẽ xỏ vô đây. Anh em nhìn thấy ở đây nó có một cái khớp vuông nè,
Thì ở trên cái mặt nạ hàng đó nó cũng có một cái khớp vuông này ha. Rồi mình sẽ lắp cái này vô đây ha. Tiếp theo anh em sẽ chọn xỏ cái cục này nè vô trong đây nha. Đó, cuối cùng thì mình sẽ siết cái núm này lại. Ok, đây cũng khá là hợp lý rồi nha. Rồi, và bên đây cũng y hệt vậy luôn ha. Thì trên đây mình thấy là nó có một cái lưỡi gà nè. Thì cái này nó là nấc 2, thì anh em sẽ cho cái này nó là nấc 2. Đó, ngon lành luôn ha. Còn trên đây thì mình thấy là nó cũng có một cái tăng đơ nè. Theo cái đầu bự hay là đầu nhỏ đó thì anh em cứ chỉnh ở trên đây ha. Mình có thể là mình gỡ cái này ra nè. Đó, rồi mình muốn gắn vô đâu cũng được ha. Lắp nó vô nè ha. Wow. Ok anh em. Còn ở dưới đây thì nó sẽ có một cái núm này thì mình cũng tùy chỉnh là cái đầu mình nhỏ hay là bự đó. Thì mình cứ dặn vô và dặn ra ha. Thì như vậy là mình có thể là mình đội được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đem cái nón này ra mình hẹn thử xem coi nó hoạt động như thế nào ha anh em. Ok. Rồi, thông báo cho anh em nãy giờ mình quay rất là đẹp luôn mà tự nhiên cái mình quên bấm nút quay. Rồi, giờ làm lại đi. Đây là cái máy hàng của mình nha. Bây giờ mình test thử cái kiến hàng. Đó. Bây giờ chú sĩ đeo kiến đó vô thử đi. Mặt nạ hàng của mình đây nè. Bây giờ mình vô cho anh em coi nha. Bây giờ thì mấy chú thợ sẽ hàng nha. Đó. Rồi, quất đi chú sĩ. Đó. Bình thường thì anh em thấy ánh sáng hàng thì nó rất là sáng nha. Rồi, còn khi mình sử dụng cái nón hàng nè, để mình quay cho anh em coi nha. Đó, thì cái nón của mình đó là bình thường nó sẽ là ánh sáng xanh nè ha. Anh em nhìn thấy nó cũng rất là rõ. Khi mà có cái ánh sáng hàng thì nó sẽ tự động nó tối lại nha. Này là mình đang test que 4 ly nha anh em. Ngon lành luôn. Ok, ngon lạnh ha. Đó, cái nón này xài rất là ok ha anh em. Cái này nếu mà anh em xài mà hàng á, mình nên trang bị một cái xài nó ok hơn. Em nhìn thấy nè, nếu mà mình không có đeo cái nón vô đó thì ánh sáng nó rất là sáng, mà mình nhìn thì nó hại mắt lắm. Mình đeo vô thì nó sẽ tự động là nó chỉnh tối lại cho mình luôn. Rất là tiện ha anh em. Bây giờ chú đeo thử cái này giùm con thử ơi. Coi nó ok không. Thì cái này được cái là nó che hết luôn nguyên cái mặt. Bởi vì kiểu như mình không có bị ánh sáng mà nó làm cái mặt mình nó bị ngứa hay là nó bị chóc da rồi đó, thì nó cũng ok lắm. Nếu mình xài cái kiến nhỏ vậy nè là mình phải đeo cái khẩu trang vô để nó đừng có bị ngứa mặt đó anh em. Đó, bây giờ thì để mình lấy kiến nhỏ đi. Lấy kiến nhỏ mình test thử cho anh em coi nha. Đó, kiến nhỏ này thì xài cũng y hệt như là cái kiến kia vậy đó, nhưng mà có một cái là nó che không có full. Đó, cái này nè, y hệt vậy ha. Mình cứ đeo vô nè. Đó. Bình thường thì mình nhìn là cũng rất là trong ha anh em. Đó. Rất là trong luôn. Đó, gặp ánh sáng hàng là nó sẽ tối lại ha. Ok, ngon lành. Thôi nè chú Phương xài cái này đi chú Phương.
Đó, thì kiếng hàng điện tử thì mình đeo vô nó cũng rất là gọn luôn ha. Rồi, ok, chú Thợ phát biểu cảm nghĩ rồi, thấy làm sao? Đeo nón rồi thấy làm sao? Hợp lý không? Dạ, tự động rồi nó cũng nhảy mà phải không? Rồi, ok, thì anh em nào có nhu cầu mà mua cái nón hàng này nè, thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, thì anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hot thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui vẻ nha.